Đây là những hình ảnh được ghi lại tại buổi giao lưu tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ được tổ chức tại huyện Hưng Nguyên. Trong đợt giao quân lần này, huyện Hưng Nguyên có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ. Và hoạt động này không chỉ là nguồn động viên dành cho tuổi trẻ địa phương, mà thực sự là niềm tin của muôn lớp thế hệ gửi trao những chiến sĩ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, tình hình sức khỏe, chất lượng chính trị của 110 thanh niên này là rất tốt. Qua nắm bắt tình hình cơ sở, số nam thanh niên yên tâm, tốt, xác định rõ nhiệm vụ. Cái thứ hai là công tác chuẩn bị đưa đón thanh niên lên đường nhập ngũ lần này là cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc một cách rất đều tay. Cái nét nổi bật của huyện nhà Hưng Nguyên là năm nay cái trình độ thanh niên cao đẳng đại học đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Trước khi lên đường nhập ngũ, trước đó các cấp bộ đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thân nhân, gia đình có đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Phát huy truyền thống Xô Viết anh hùng, trong những năm qua, huyện Hưng Nguyên luôn thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự để lựa chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng, tuyển vào quân ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Em nghĩ rằng việc thực hiện nhiệm vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân em thì đã tốt nghiệp cao đẳng Việt Đức, nhưng em gác lại việc học tập để mà thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Và em biết môi trường quân sự là nơi để em học tập và rèn luyện tốt hơn. Hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên tổ chức gặp mặt cho các thanh niên lên đường. Thứ nhất, em đã sẵn sàng tâm lý, sẵn sàng sức khỏe. Thứ hai, em được phân về Bộ Tư lệnh Biên phòng. Em muốn góp một ít sức nhỏ của mình để bảo vệ hải đảo biên giới quê hương. Đó chính là hành trang giúp cho các tân binh vững tin, khắc phục mọi khó khăn, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.